Con muốn chú ý đá vào bình thủy. Cậu cứ kiểm tra lại tổng thể cả nhà tớ đi. Cái bóng có bóng xe. Cái bảo bình thủy. Lần này nó không có bóng thủy. Nó chắc không dài thì nó kẹt ngang nó mở cửa thôi. Thế nếu mà bình thường thì cậu nên mở được cái cửa sổ ra hơn đấy. Bởi vì nhìn chung là cái phòng này nó ở cuối cái hàng này. Gần như là các cái ký số nếu mà nó vào đây cả chúng tôi cửa sổ nó tụ hết ở đây, nó quẩn đây. Cái này là ngủ của anh rất là nhiều sức khỏe còn chắc 100% rồi. Còn gần như là cả cái nước nó đổ hết trong cái ao đấy là chung chung nhất. Thì nó bị chút được đây. Chính nên mở cái ký vào đây thì phải có sự giao thông nó mua đầu mà đến rất bí luôn, biết ở mình ở quen thì không phải được thế. Đúng rồi. Hôm nay bí, nên mở hết bán này. Tao muốn thì nó có người bị đó. Cũng không có mấy đâu mà nhà cứ ở ba nơi. Đấy, khi mở đây thì bí nó còn có sự giao thông. Bởi vì là không nên. Tớ định sửa cái nhà này để dâng lên thành tầng sau kìa, thì cậu xem được không? Đi xem với thầy, ta bảo không nên xây ở cuối nhà ấy. Thầy nó không phải, chắc là mình chọn cái thời điểm mình xây. Định sửa phơi thành nhà ra ấy, chọn quá. Cái này là để ý mở, thì cái sức khỏe chắc chắn là sẽ được rất là nhiều. Phòng ngủ của tớ với chồng tớ thì ở trên tầng 2. Không phải gì tớ lên nha. Phòng của tớ à? Có chứ, các phòng đều được có hết rồi. Cảm giác không phải chỉ có đâu. Nó mà chui ra là nó moi hết cả. Có chui không? Có chui trong. Có. Nhưng mà thi thoảng thôi. Chỗ đấy thì nó không chui ra nhưng bên ngoài nó sẽ chui này. Anh để là được không? Kéo cốt bên trong. Thế cậu nhớ thì bình thường ngày thường thì cứ mở hết các cửa, cái cửa này mở hết để có sự lưu thông nó thoát khí đây. Không bao nhiêu gần như là những cái xấu hay là những cái mà nó ảnh hưởng ấy, nó ảnh hưởng hết vào góc này, nó tụ đây rất là. Đây là những góc này cậu đây trẻ con lưu ý những góc này này. Hôm nay phải mua cái bịt vào. Cũng không bao giờ để ý. Cái này nó tính sát nó cao. Những cái góc này mà chiếu bàn thờ là nguy hiểm ạ. Nó chưa dám nhà nho đây. Nhà nho là đến đặt cái này mặt sau nó còn hết luôn. Nhà đấy trước này ở đâu? Anh cho bắt đá luôn. Đẹp nhỉ, nó lôi treo đây, phần này to luôn rồi. Mấy lại ở bên dưới này người đốt đá con mèo đấy.
À, nhà bạn này thì vị trí này khuyết góc phía đông, vì vậy mà tôi đã khai quang cho bạn một con mèo đá. Đấy, phía đông thì các bạn biết là gồm ba cung là giáp, mão và ất, đúng không ạ? Thì khi mà khuyết phía đông ấy thì sẽ bổ sung một con mèo đá đây, ảnh hưởng khuyết phía đông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái người con trai ở trong cái căn nhà này đấy. Và tức là bạn là con của bạn này, con trai ấy, là rất là hay đau ốm, đấy, bệnh tật đau ốm. Đó, thì tôi sẽ tôi đã khai quang và sẽ dán cho bạn con mèo đá đây để bổ sung cái khuyết góc này. Đó, có thể dán bằng keo để cho nó chặt nhé các bạn, keo silicone. Tháp Văn Xương thì đang bị thiếu ấy. Không làm đây có thì về đây đơn nó đặt sau. Ở đây còn một cái gì nữa? Còn một cái mâm tứ linh ấy, mấy một tháp Văn Xương thôi. Đi. 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 Nào đi lên. Ăn lên chưa? Ơ cục đi cả đây anh cậu. Các phương quan trọng nhất là hoa tươi với quả tươi. Ừ. Xanh quảng dán em với cái xu ở nhà vệ sinh đây nhá. Cái xu hoa mai. Thì cái đèn kia cũng không nhất thiết đâu. Cái đèn thực ra bây giờ người ta làm để bán thôi. Ừ. Còn bản chất việc cũng là phải lửa thật. Lửa là phải lửa trong đèn dầu. Thì nó nước có lửa nó luôn. Cái đèn không nhất thiết phải để. Các cái bình hoa này mà khi mà mình không thắp hương thì mình nên bỏ xuống, nhưng không nên bày bình ở trên, bình không ở trên bàn. Đấy, hoa này bị kéo rồi. Để tôi bỏ đi thắp hương đồ ông tàn không về quê luôn mà. Để ý về thờ cúng thì gia đình mới có nên đặt cái ban, nếu mà thế để tôi thay cái ban khác đi, nên đặt bằng đi trước này không là tốt nhất. Chiều đây lúc đấy tôi vào ngay lúc mà mở cửa ra mà nhìn ban thờ như này là không ổn rồi. Ừ. Không quay video thì nhìn không để ý lắm, nhưng mà đến tận đây thì nhìn như này là tháo bùa này, treo lại cái này này, cái kia là dán tháo đi. Hôm nay có một câu chuyện với chị đấy liên quan đến pháp luật ấy, thì kiểm tra ban thờ rất là dối luôn. Xong bỏ hết đi thì chị nhắn lại là 9 giờ tối hôm sau thì công việc nó thuận lợi. Bùa trang trí hết. Thế tớ bỏ luôn cái mình về xuống. Đấy, chồng tớ lại cứ thích đặt đây để trang trí. Không, trang trí là đặt mình không thì đặt. Khi nào mình có. Với lại một cái nữa là có lưu ý là khi mà có cái hoa quả nhé. Nhưng ban thờ này đang bị thiếu ba cái, một cái chóe, ba cái hũ là muối, gạo và nước. Cái này là đang thiếu ba cái đấy. Đấy, cái đấy tự nhiên nó sự no đủ. Và ngoài ra ấy, cái hoa quả thì có nên bày ở hai bên chứ không nên bày ở giữa này, bởi vì mỗi một cái bát hương là nó sẽ có một cái trục linh ở đây. Khi mà cậu vui thì vô tình mà bày hoa quả lên chắn một trục linh thì cái việc thờ cúng nó sẽ không có cái linh được. Đấy, nên bày ra hai bên này nhỏ nhất là tốt nhất. Và là đĩa nó khoảng tầm này thôi, chứ không phải to như này. Đấy. Không được trắng trước bát hương. Các tiền vàng tiền bỏ hết rồi. Trước là chỉ để bánh thôi đúng không? Hoa, cơ hoa tươi với quả tươi, bánh cũng được. Nhưng mà thắp hương xong là mình phải chín lễ luôn, chứ không nên để ngày này có ngày khác. Úi dồi ôi, không học bài nữa à? Con sang học bài đi. Với mẹ. Chúng ta sẽ bắt đầu lại bằng thân mới. Ban mới nhé. Cả nhà bác cả trên kia mới là mẹ. Ban mới. Không, để đây có sợ trẻ con không cậu? Để đấy là nó sẽ nghịch đấy. Để đầu này. Để lên trên này được không? Hay phải để đầu đấy? Ừ, lên trên đấy vậy. Không được à? Đây, nếu mà để đấy thì để kéo cái rèm ra ở đây nó cũng có một cái. Đấy. Ở đây, à, ở đây ạ? À? Ừ, hoặc là đặt lên trên cao. Bye. Đấy còn. Mẹ. Cái thanh này cũng là mình. Sao nó lên nhà bác kia thôi. Cái này là bài. Hả? Bài nào? Bài. À, học bài á. Anh để lên trên này.
thỏ luôn lắm. Cạnh cái con xương. Cái đấy hả? Ngày xưa lúc dịch em chạy đơn rồi em cũng bỏ lâu đấy. Bây giờ con lớn không khóc. Trên này là tớ với mẹ đứa nào mẹ hai vợ chồng đi bắt đầu. Anh giảng cho em mấy đồng xu dưới gì hối? Hối 5 đồng. Ở dưới hối đây cho cái đạn lên. Nhấc cái đạn lên. Cho 5 đồng xu. Còn chưa mà chữ quay lên trên. Đây kéo lại. Kéo lại. Cái đồng lên. Đây anh chảy đây. Chia trên đều ra. Vị trí đầu đầu giường. Thế dán luôn. Ừ, hay dán vào chỗ xô. Thế dán nó dính không? Ừ. Không phải sợ kiểu như là mình hay sao mình đi lại nó xô. Sao con xem cái gì? Dán luôn kéo. Ừ. Cái này phải sâu cạnh được không? Mà đây là dàn gỗ chứ đúng không? Cái này là nhựa. À, nhựa dán trên gạch. Dán trên gạch tại vì trên này dưới cửa này nó hay bị bắn nước. Nếu mà làm gỗ nó hay bị bên bên này giường này mấy cái năm này mỗi giường năm này chiều tối cô anh lộn điện rồi. Alo à vâng anh à. Chủ nhật em cũng chưa có lịch. Vâng, không làm việc anh. Vâng. À, đấy, vâng, ok. 7:30 vâng, 8 giờ. Thế là anh ở bên ngân hàng làm nhỉ? Một trụ sở 9 tầng ạ. Vâng, sáng giờ đang qua. Vâng ạ. Vâng, em biết rồi. Vâng, ok. Vâng, đắt hàng nhỉ? Đúng ngân hàng Agribank. Chào chị ạ. Em vừa rồi thì tôi vừa đi đặt các cái vật phẩm hóa giải cho nhà của bạn khách hàng. Đấy, vì nhà bạn thì nó rất là bố trí bị sai phạm phong thủy rất là nhiều và con cái là thường xuyên đau ốm sau khi phải ở căn nhà này. Thì rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.